Đã rất lâu rồi giá cả trên thị trường hàng hóa mới chứng kiến một tuần đỏ lửa với các mức giảm mạnh gần 10% của nhiều mặt hàng nguyên liệu quan trọng. Chỉ số MXV Index đóng cửa tuần giảm 4% và xuống mức 2.223 điểm với giá trị giao dịch trung bình đạt hơn 3.200 tỷ đồng một ngày. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với diễn biến chi tiết từ biên tập viên Huy Hoàng. Xin mời Huy Hoàng. Vâng, cảm ơn chị Ngọc Trinh. Nhóm mặt hàng nông sản vẫn tiếp tục là tâm điểm của giới đầu tư trong nước khi mà biến động lên xuống mỗi phiên đều không dưới 2%. Với tỷ lệ đòn bẩy được sở Chicago quy định ở khoảng 1:10, thì biến động giá của tuần trước có thể nói là mạnh nhất trong hơn một thập kỷ và mang đến cơ hội đầu tư cho rất lớn cho các nhà đầu tư thích lướt sóng ngắn hạn trên thị trường hàng hóa. Có thể nói là giá dầu, đậu tương dẫn đầu xuống giảm này với mức là hơn 13,2%, xuống còn hơn 1.281 đô la một tấn. Hai mặt hàng mà Việt Nam là nước nhập khẩu hàng đầu thế giới là ngô và khô đậu tương cũng giảm lần lượt là 4,2% và 2,6%, mang đến niềm tin vui với ngành chăn nuôi trong nước. Giá nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi tham chiếu theo giá thế giới nên cũng giảm từ 4 đến 6 đô la một tấn so với tuần trước. Bên cạnh nông sản thì nhóm các mặt hàng kim loại cũng giao dịch rất sôi động trong tuần trước. Chỉ số đô la index tăng mạnh mẽ, đặc biệt là khiến vai trò trú ẩn an toàn của nhóm kim loại quý bị suy yếu. Giá bạch kim kỳ hạn tháng 7 trên sở NYMEX giảm rất mạnh hơn 9,5% với mức là hơn 1.000 đô la một ounce và giá bạc kỳ hạn tháng 7 trên sở COMEX giảm 7,7% xuống còn hơn 25,9 đô la một ounce. Trên thị trường kim loại công nghiệp, giá đồng cũng giảm mạnh 8,4% về mức còn hơn 9.100 đô la một tấn sau những nỗ lực của Trung Quốc nhằm ngăn chặn đà tăng của hàng hóa. Đáng chú ý nhất là đây là tuần giảm mạnh nhất của giá đồng kể từ tháng 3 năm ngoái. Hợp đồng tương lai đồng được giao dịch nhiều nhất trên sở Thượng Hải cũng giảm khoảng 140 đô la một tấn xuống còn hơn 10.300 đô la một tấn, ghi nhận mức thấp nhất kể từ ngày 15 tháng 4 vừa qua. Và lần gần nhất thị trường chứng kiến Trung Quốc bán kim loại từ kho dự trữ quốc gia là khoảng năm 2010, khi mà các nước khác phục hồi sau cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Citigroup dự kiến là dự trữ đồng của Trung Quốc đang ở mức khoảng 2 triệu tấn. Và để biết thêm các thông tin về thị trường kim loại, chúng tôi có cuộc trao đổi nhanh với chị Nguyễn Hồng Hà, là chuyên gia phân tích của thị trường, thành viên Sở Kinh doanh của Sở Hàng hóa Việt Nam. Đại dịch Covid-19 đang khiến nền kinh tế toàn cầu trở nên mong manh và biến động khó lường. Thị trường kim loại đã sụt giảm rất mạnh trong tuần vừa qua. Chỉ số đô la index có mức phục hồi cao nhất 2 tháng và các bình luận của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ về lãi suất đã khiến cho vị thế trú ẩn của kim loại quý nhanh chóng suy yếu. Còn đối với các mặt hàng kim loại công nghiệp, thì việc chính phủ Trung Quốc có ý định giải phóng các kho dự trữ kim loại, bao gồm cả đồng, đã khiến cho các nhà đầu tư lo lắng hơn về nguồn cung trên thị trường và tâm lý này có thể sẽ kéo dài trong ngắn hạn. Vâng, rất cảm ơn anh Huy Hoàng với những thông tin vừa rồi. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tài chính kinh doanh trưa nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.